ấn tống những bài luận văn, luận án tiến sĩ và thạc sĩ, và ai có đủ tiền tài trợ cho thầy cỡ 100 tỷ để luận văn. Pháp luật này ở trong có cái này đó, đây rồi đó, rồi chúng ta này đó thấy không? Giờ in ấn hiện cuốn này á thì giờ thầy đang làm đang in ấn 1000 cuốn thì thầy làm 100 cái đề tài thì khoảng 10000 cuốn ở 100000 cuốn 100000 cuốn 100000 100000 cuốn thì mỗi 1000 cuốn vậy hà xuất bản khoảng khoảng 2 tỷ. Giờ có ai cùng với thầy đầu tư? Thầy đang khó khăn về ấn tống những bài luận văn, luận án tiến sĩ và hạ sĩ, và ai có đủ kiện tài trợ cho thầy cỡ 100 tỷ để luận văn. Đó, thì giờ rất là nhiều trong đây, bữa nay ngày xuất gia và quên ngày Đức Phật sinh ra đời, thầy đang đang thờ cúng và đang cầu nguyện cho thầy đậu 100 cái bằng tiến sĩ, đang cầu cúng. Thầy trên quyển Minh Phúc nè, pháp luật về sử dụng các dụng cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Đây đồng bộ nội bộ nha. Bằng của thầy này dày chua chưa, cuốn dày cực kỳ dày luôn đó, thầy làm rất là nhiều. Giờ thầy đang cầu nguyện để với Phật là thầy đang cầu nguyện cho thầy được 100 bằng tiến sĩ do nhà nước, chính phủ, cho bộ giáo dục, bộ các cái trường đại học tài trợ và tặng cho thầy là 100 bằng tiến sĩ của 100 trường, mỗi trường có 1 bằng tiến sĩ chuyên môn mà do thầy nhận được tặng 100% danh dự là tiến sĩ danh dự cho và không lấy tiền, và thầy phải bỏ một số tiền rất lớn để in ấn ra các cái cuốn này để cho dành cho sinh viên, học sinh nào khi mà làm bài không được đến chùa thầy, thầy cho đọc từ sáng tới chiều, từ tháng này qua tháng nọ, chừng nào mà làm bài được thôi thầy cho bài của chính thầy soạn giả, dịch giả tiếng Anh, tiếng Việt rất là hay. Đây cuốn này là Học viện Chính trị Quốc gia Việt Nam. Đó, hoàn thiện đi cơ chế pháp lý và thực hiện dân chủ cơ sở Việt Nam. Thì lý luận tiến sĩ ở đây. Đó. Rồi chúng ta kế tiếp đang cầu nguyện cho Phật á, không được đấy, đúng không? Ta đủ sức thì ta càng không phải đài để còn chính giữa gì này. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và Trường Đại học Luật Hà Nội. Nguyễn Minh Phúc hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở Việt Nam. Hiện nay chuyên ngành về lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. Đó, luận án tiến sĩ Nguyễn Minh Phúc. Đó, thấy không? Đưa lên đầu, ai vi phạm là phải xử hết. Đó, rồi kế tiếp đây, Bộ Nội vụ ước mơ làm tiến sĩ, đây đang làm luận văn thì làm 100 bộ và in ra mỗi bộ là 1000, là tức 100.000 bộ thì chuẩn bị cho thầy sản xuất thì có mấy 3-4 tỷ, 10 tỷ bạc là có mấy 10.000 bộ gì đâu, chuyện nhỏ đó với thầy. Bộ Nội vụ, Đại học Nội vụ Hà Nội, Nguyễn Minh Phúc, pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và các ngân hàng thương mại, luận án tiến sĩ luật quốc tế, đúng không? Đó, Hà Nội năm 2022 mới làm. Thầy giờ làm chuẩn bị 2023 quá cho cái luận văn thầy làm cho coi nè. Giờ thầy đang xin bản quyền của 192 nước, những người trường đại học nổi tiếng nhất, người nào mà được thủ tướng, chính phủ làm luận văn hay nhất gửi cho thầy để thầy nắng ra thành một cuốn luận văn, luận án tiến sĩ tuyệt vời nhất, nổi tiếng nhất.
Đây là huyện, đây là Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học Xã hội Nguyễn Minh Phúc. Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam, luận án tiến sĩ luật học. Thấy không, tên tuổi rõ ràng này, thấy không? Yeah. Rồi, chữ vàng luôn nè, giữ gọi lá tụi con cùng với thầy để lên tấm Phật nè, nhín nhện không nè, thấy không? Một năm nay nhín nhện nè, rồi Phật bụi bặm giờ lên cùng với thầy, nó để cái máy quay chừng dưới ba người lên hết, ngựa chứ đưa dắt không, đưa nước lên thay đổi nước ra đây, coi mở nước ra đây dẫn dòi, rồi người giả sát dắt đúng không, cứ tắm lau chùi sờ mó massage Phật massage toàn thân Phật chụp phê và sướng và nhẹ nhẹ hết mỏi mệt, đức Phật sẽ được sạch sẽ và hôm họ. Một cái chùa thờ cái đó đẹp nhất, bằng đồng hay bằng vàng nhiều nhất, và có nhiều cái chất liệu để chi, họ thích cái dạng nào thì họ lại ôm cái đó để cầm vuốt một cái để vào lòng đó, đúng không? Cái đó là của nước nào thờ thầy? Thì giờ nước nào cũng có, Việt Nam mình thì nhiều rồi, Việt Nam mình thì giờ đã 100 đến 300 cái tháp, rồi các tháp Tràm á, rồi nhiều cái vua, nhiều cái di tích lịch sử quốc gia Việt Nam mình đã có triển lãm. Giờ thầy nói ở thành phố Hồ Chí Minh, ở khu kêu bằng Thảo Cầm Viên á, có để là di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, vô đó sẽ thấy có ba cái dương bạc 3 mét, cực kỳ đẹp, cứng chắc, khỏe, to dài 3 mét mà tụi con ôm mà thầy bỏ không ra luôn, cứng nhắc luôn. Cái tục lệ thờ cái dương vật đó là của nước nào thầy? Ấn Độ. À, cái gì cũng Ấn Độ, hồi xưa Ấn Độ là đất nước rộng nhất, nó đất nước rộng rộng dữ lắm, rồi nhiều tôn giáo nhất, nhiều thần linh nhất, là do là họ tín ngưỡng đó, thờ cúng họ tin nhiều. Dạ. Rồi thờ dương vật đó có giúp ích được gì cho mình không ạ? Gì? Thờ cái dương vật đó thì có giúp ích được gì cho mình không ạ? Dù riêng cái đạo người ta thờ giống như mày thu gì? Không, ý là con hỏi thầy á. Nó mày có giúp gì ích gì cái được? Đó là từng cái đạo ta, đạo ta giải thích. Còn mình chỉ biết là đạo người ta thờ vậy thôi, mày giải thích chỉ kỹ gì. Giống như mày ăn ở, vợ chồng mày ăn ở, mày nói tối vợ chồng làm sao mày cũng kể lại hết. Mạnh yếu hơn thua gì mày chơi mà mày biết, mày cảm nhận sướng không sướng mày biết, tự nhiên giờ mày kể ra cái chuyện đó của vợ chồng mày ẩn nhất. Cái đó là cái của nam và nữ, nam với nữ ta giải quyết. Ông thầy chùa là đã dẹp cái đó mà mày kêu tao, chỉ tao nói là hờ cái đó thôi, là biết là có thôi, mày hỏi kỹ vậy, to nhỏ dài ngắn mạnh yếu cứng mày hỏi gì, bởi vì cái mày theo thầy hỏi đó, hỏi vô duyên không, nó khui ra cho bằng được. Hỏi mất công thầy phá mày ha, tao thấy không? Bực tâm lý con người mày phá. Tao có thầy giáo đã không, thầy trai chưa, không độ câu ráo nữa thầy giáo chắc bao nhiêu mấy học sinh chắc làm sao yêu thầy giáo điêu đứng. Điêu đứng luôn. Thầy giáo dạy trên bảng mà giờ thầy giáo không, không dùm bảng, không dùm bài mà dùm thầy giáo, ngắm nhìn thầy giáo. Rồi nghỉ với Long chút đi, nói khác, rồi tiểu đề khác. Rồi rằm tháng 4 thì cũng khác, rằm tháng 4 thì sau ngày mùng 8 mình nói rằm tháng 4, giờ mình nói tắm Phật trước đi. Bí tâm không? Vô phòng, đủ đồ ra, đốt, đồ. Tao xối nước tao tắm cho, mày kỳ chỗ nào? Đó, lột đồ tắm, lột đồ có nơi nào? Một ngày, có khi tao ở chuồng một lần, có khi tao ở chuồng hai lần, tao không có quần áo. Thầy vô tao tắm, tao lột đồ ra hết mới tắm, tắm là bận đồ chứ ướt dẹp hả? Rồi cũng khai ra, khai mày cũng ở chuồng.
À, ý nghĩa của việc tắm Phật có nghĩa là gì thầy? Thì tắm Phật là cho thân thể sạch thôi. Vậy là một năm mà chỉ có tắm một lần thôi hả thầy? Còn bao nhiêu ngày khác à? Không tắm. Tại ơi, thầy nói thì là lễ kỷ niệm thì Phật thôi. Lấy một ngày lễ thôi. Giống như mình kỷ niệm ngày mình sinh ra, kỷ niệm mình lập gia đình, kỷ niệm mình chết, sinh lão bệnh tử, chọn trong mấy cái lễ cái nào. Thầy lớn rồi, mai tắm Phật rồi tắm cho ốc tiêu nó dơ lắm, thầy mấy năm mới chưa tắm nữa. Thầy cứ chịu tắm cho con mày. Thôi mày dơ dai quá. Dơ mới tắm chứ thầy, sạch ai tắm rồi. Xấu đen, tao phái rồi trắng. Thì mày thầy... đen đúa xấu xí tao không thầy. Trời, thầy tắm riết rồi nó trắng luôn thầy. Thầy chịu rồi kìa. Nó tắm trắng. Thôi ngày dục bỏ đen đúa xấu. Thầy cứ vậy hoài. Người ta đen, người ta cứng, người ta chắc, còn này như đen mà nó yếu xìu.